Xin chào anh em rất vui được gặp lại trên kênh review đồng hồ chính này có Jimmy. Hôm nay mình có về được một lô hàng Bonacati và chúng ta sẽ cùng review một chiếc đồng hồ uh, phiên bản rồng nha. Sắp Tết rồi và năm nay sẽ là năm 2024 năm Giáp Thìn. Uh, mang một chiếc đồng hồ phiên bản rồng trên tay rất là phù hợp. Và phiên bản lần này chúng ta sẽ có được tặng một cái mô hình siêu xe bằng thép không rỉ rất là nặng luôn. Chắc chắn rất là không có hư luôn đó nha. Anh em chỉ cần mở bốn con óc phía dưới là chúng ta có thể lấy được chiếc xe này để trên bàn hoặc trang trí trên kệ rất là đẹp Và chúng ta sẽ tập trung vào nhân vật chính của chúng ta là chiếc đồng hồ ở phía bên tay trái Còn về sổ sách thì anh em có thể mở phía dưới này để chúng ta xem uh, Sổ sách linh kiện đi kèm Đầy đủ ni full box nha Vài năm trước đây thì công ty Tuấn Hưng, uh, cửa hàng đồng hồ Tuấn Hưng nhập khẩu và phân phối trực tiếp uh, Duy nhất độc quyền cái mẫu Bonetti cho nên là giá rất là cao lên quanh 30 triệu và hiện tại chúng ta đã sở hữu được những chiếc đồng hồ phiên bản Bonnet Cati. với cái giá tốt hơn rất là nhiều gấp 4 năm lần anh em đã tiết kiệm được rất là nhiều tiền luôn vài triệu chúng ta đã sở hữu một chiếc đồng hồ Bonnet Cati, và đó là cái giá phù hợp uh, hợp lý cho những chiếc đồng hồ Bonnet Cati phiên bản thường nha đây một chiếc Bonnet vỏ uh, trong suốt Mã số của chiếc này sẽ là BG9980 Là một cái phiên bản thiết kế với cái mặt rồng bên trong Và chúng ta sẽ có biểu tượng rồng chạm khác bên trong à, Với bộ vỏ thân trong suốt giúp cho chúng ta thấy được nguyên cái bộ máy Và nó làm bằng mặt tinh thể sapphire trong suốt Cho nên rất là nhẹ nha Đeo lên rất là nhẹ tay về mặt số thì chúng ta thấy là mình sẽ có được 12 cọc số vạch được phủ lum Bên trong mặt đeo sẽ là biểu tượng rồng màu bạc Phía dưới sẽ lộ À, một cái phần đuôi nó sẽ lộ cái phần bộ dây tóc bên trong à, giúp cho chúng ta thấy cỗ máy bên trong đang hoạt động rất là nhịp nhàng mặt rồng này sẽ nằm ở góc 12 giờ logo Bonacati phía trên ba kim 12 cọc số thiết kế đơn giản và rất là ấn tượng với mặt rồng rồng là biểu tượng của sự linh thiêng của quyền lực và năm nay lại là năm rồng nữa việc chúng ta mang một chiếc đồng hồ phiên bản rồng trên tay để chúc tết đi chơi rất là phù hợp anh à, em nghĩ sao về việc chúng ta sở hữu một chiếc đồng hồ rồng như thế này và giá của nó chỉ lanh quanh dưới 10 triệu thôi, anh em đã sở hữu một chiếc rồng rồi à, Bộ dây cao su đi kèm sẽ là dây màu trắng Có logo Bonetti nè Khóa xiên màu bạc Thép sao là thép không rỉ Về dây của hãng thì mình hỗ trợ thay dây với giá rất là tốt luôn nha, anh em muốn thay dây khác hoặc là chúng ta Tân trang hoặc là lâu năm chúng ta xài nó hư, nó dơ gì đó, anh em muốn thay luôn mới thì bên mình đều có hỗ trợ thay nha với cái chi phí rất là rẻ luôn à, những cái mẫu thiết kế của Bonacati thì theo xu hướng là nó cong hai đầu thiếu à, theo hướng thể thao cho nên là rất dễ đeo nha dù nó có to có dày nhưng mà mình khuyên là anh em có tay to thì chúng ta đeo mới đẹp tại vì đa phần thiết kế của Bonacati là thiết kế hầm hố thể thao sport và việc trang bị một cái mặt số màu rồng như thế này bằng rồng chạm khắc như thế này thì mặt số nó phải kê lên cao để không đụng vào cái kim cọc này nọ cho nó sẽ là hơi dày chút xíu nha à, size thiết kế của chiếc này thì mình sẽ quy ra tròn thì nó tầm khoảng 43 tròn anh em nào đeo được cái size 43 thì đeo rất là dễ dàng chiếc này lớp cho lớp mình đo thử cho anh em hình dung luôn lớp tầm khoảng 53 đi thì như vậy á, anh em cổ tay tầm 17 trở lên chúng ta mới nên đeo mới đẹp nhưng cổ tay của Jimmy là 16 mình sẽ đeo thử cho anh em đây hơi dày chút xíu nhưng rất là ôm tay anh em nhìn thấy là hai đầu của nó cong và ôm cổ tay sát luôn không hở nhiều cho nên là chúng ta rất là dễ đeo à, nhẹ rất là nhẹ nha phiên bản trong suốt tinh thể à, kính đó, trong suốt thế này thì rất là nhẹ tinh thể sapphire trong suốt kính sapphire rồi chúng ta sẽ có được uh, những thông tin tham khảo mặt sau nó bắt vít nè automatic bg 9980 chống nước 33 crystal và bên trong anh em sẽ thấy một cái củ băng Bonetti Original với bộ máy automatic có 42 giờ. rất là xịn. Phiên bản bạch long. Quá xịn luôn. Trong veo luôn là kính sapphire trong vô cùng. Trên viền bezel nó sẽ có những cái con ốc này để trang trí làm cho chúng ta tăng về đẹp nam tính và chắc chắn cho bố cục này. Rất là nhẹ nhanh. Chiếc này mình sẽ để giá trên phần tiêu đề dưới mô tả của video hoặc là anh em có thể nhắn vào hotline 0907525830 ba thì mình sẽ hỗ trợ tư vấn thêm nha. Khi mua hàng thì ngoài phương mốc mình sẽ gửi kèm thêm cho anh em một phiếu hành và có cam kết đây là một sản phẩm 100% authentic từ thương hiệu Bonus và có bao xài cho anh em 7 cái đầu luôn có trả, góp nè, cả thể trả góp từ xa luôn và bảo hành chiếc này sẽ là 2 năm. Hầu máy bảo hành trong đời miễn phí ship cho anh em nha. Một phiên bản rồng rất là đẹp. À mình sẽ test lum cho anh em xem tại vì chiếc đồng hồ này nó có phụ lum ở cọc số nè. Để xem chúng ta có dạ quan sáng hay không nha. giàu quan cũng tương đối sáng thôi nha anh em không sáng lắm nha tại vì cái bản trong suốt rồi những cái chi tiết màu bạc nữa thì dạ uh, quan của nó chỉ tương đối thôi hỗ trợ anh em xem giờ một phần thôi con rồng nó sẽ là nổi bật nhất nè trắng tươi luôn rồi cảm ơn các anh em đã xem hết video này xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau. Xin chào anh em, rất vui được gặp lại trên kênh review đồng hồ chính hãng của Jimmy Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em xem video thì hãy bấm đăng ký kênh cùng nhấn biểu tượng chuông bên dưới để nhận thông báo khi Jimmy có những video mới và anh em sẽ săn được những chiếc đồng hồ mình ưa thích với giá rất là tiết kiệm